Xin chào mọi người đang xem kênh Nhiều Anh TV của Tiên nha. Thì mấy ngày nay mọi người thấy Tiên không có up video nhiều á, là tại vì ba chồng của Tiên vừa mới mất á mọi người. Gia đình phải lo tang lễ cho ba. Thì ba mất cũng đài là cũng được 4-5 ngày rồi mọi người. Nói chung là tang lễ thì cũng đã lo xong xuôi chu toàn hết rồi, và mọi người cũng đã quay trở lại làm việc bình thường hết rồi. Mọi đau buồn thì cũng sẽ qua, và đây Tiên nghĩ cũng là giải thoát cho đi thanh thản. Tại vì những ngày gần khi mất đó là ông bị những cơn đau của căn bệnh ung thư hành hạ rất là nhiều, là đi sớm cũng sẽ giúp cho ông giải thoát sớm. Và Tiên cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã yêu thương ông trong thời gian qua, hỏi thăm quan tâm ông rất là nhiều, và những lời động viên, những lời chúc đó Tiên nghĩ là những điều mà ông sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc trong khoảng thời gian khi còn sống. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ở đây là hồ sen á mọi người, tôi sẽ quay một chút xíu cho mọi người xem cái hồ sen nha bây giờ. Nhưng mà nó đang là mưa nên kiểu nó ui ui và nó sắp mưa nè. Tôi sẽ quay nhanh một chút xíu cho mọi người xem nha. Hôm nay Tiên mới mua được hai cái rổ ốc gác bếp, ốc bu gác bếp Đồng Tháp nha mọi người. Giờ đó. Đây. Bây giờ là buổi sáng mình sẽ đổ ốc gai gỗ để mình ngâm sữa nha. Rồi, đổ ra đi mẹ. Đây là ốc gác bếp trước khi mình xào coca thì mình phải ngâm sữa nha mọi người. Nguyên cái gỗ từ bên Việt Nam ta gửi qua có gom luôn nè. Hồi nãy Tiên thấy nó treo treo, hôm qua Tiên thấy nó treo treo ở ngoài. Tiên nói, ủa sao nhà ở đây có thấy cái gỗ ngộ ta. Ký nha mọi người. Đây là 1 ký nha. 1 ký ốc. Người ta bán lần nửa ký gì đó. 1 ký, nửa ký này như ta. Không nhớ nữa. Này 2 ký. À đúng rồi, này 2 ký. 1 ký hai mấy ngàn đó. Mỗi gỗ. Hai mấy ngàn won á. Mỗi gỗ 1 ký. Mỗi gỗ 1 ký, đúng rồi. Đó, đây là ốc bung nha mọi người. Ngoại vô nữa hả? Hà Dương ngoại nữa hả? Giờ mình cho nó ngâm sữa. Cho ốc uống sữa nha, Hà Dương. Hà Dương uống sữa hả? Có uống sữa không? Mình sẽ ngâm đây khoảng vài tiếng nha, cho nó mềm. Ốc bu con nào cũng lấy bành bành trời. Cành ná cái này, ốc kinh thiệt. Đúng rồi. Và mình nhờ pha thêm miếng nước nữa nha. Hết hộp sữa rồi mà chưa có ngập ốc nữa. Đó, ngập rồi đó. Rồi đi mấy em, bơi đi. Rồi cho nó uống nha, uống nhiều nhiều đi. Khô, bữa nay xuống nước thay phái. Dạ. À, cho mấy em đi bơi lội tung tăng ngày hè dạ. Nha. Summer vacation của mấy em nha. Rồi bây giờ mình làm nước chấm ốc nha mọi người. Tỏi, xả, gừng, ớt, lá chanh, nước mắm, đường, bột ngọt đầy đủ nè. Bỏ đường vô chảo nha. Nước mắm vô, à nước lọc vô. Này mới nước mắm nè. Bịt lại. Trời ơi, cái mùi quá tỏa ra quá đã. Rồi miếng tương ớt vô nữa. Mình nấu kẹo rồi mình chế ra đây. Hà Dương kìa, Hà Dương kìa. Thơm không con? Đang nói quá thơm. Thơm không? Thơm không? Gái đứa tối ngày nóng nóng ở trong nhà nó ba lỗ không? Thơm không? Trả lời mẹ nè. Thơm. Mình đi đâm gia vị. Chào mọi người. Chào mọi người. Nghe nổ ra đặng rồi mình đâm cho dễ. Ai thích ăn cay nhiều thì bỏ nhiều. Sắc tỏi luôn nha. Gừng. Sắc xả. Lá chanh. Bỏ vô cối đâu mình đâm nha.
mọi người. Mình bỏ cái gia vị đâm vô. Gia vị đâm vô. Trời, nhìn nó kẹo thấy hấp dẫn quá ha. Chăm vô. À, chúng ta được món nước chấm ốc đúng bài. Rồi ngay lát mình đem lại cái vừa ăn cái gì thì thiếu gì thì mình đem thêm nào. Trời ơi, nhìn thấy kẹo là thấy hấp dẫn rồi đó. Chấm bắt ốc rồi đó. Bắt ốc luôn. Này, bây giờ mình sẽ bỏ vào chanh vô. Mẹ ơi, ăn giùm ta. Rồi quay lại mấy con ốc của mình là mình ngâm nãy giờ 4-5 tiếng rồi. Giờ mình sẽ rửa nha mẹ. Rửa đi mẹ. Mang ốc nó tắm sữa dữ rồi ha. Nó tắm sao nó cũng đen thui rồi. Giờ mình ăn nó cũng như uống sữa vậy mà hả? Nhỏ nhớt dính như gà sữa luôn chứ. Ra mặn sữa luôn nè. Rồi chế miếng dầu nha. Giờ mình xào nha. Nắp lại nha. Rồi bây giờ mình 30 phút mình dở ra. Chắc chóng mài là chắc chín quá. Chắc mài chín rồi đó. Mày mau mà. Dở mài. Chưa. Nó soi soi chút nữa đây. Bếp được rồi đó mẹ. Còn có cơm xả, cơm coca, cơm sữa. Cơm mắm gì đã hoài vậy mẹ. Rồi. Nó thơm. Rồi đây mâm ốc của chúng ta quá là tuyệt vời luôn. Đây chén nước chấm nha. Rồi mọi người cùng ăn ốc với cả nhà của Tiên nha. Để tôi sẽ ăn đi mẹ. Mọi người bật cái đĩa nha mọi người. Ai gọi đi mà đi bộ này. Ông nói lâu lắm mình mới gặp lại con ốc này. Cho em kia ta. Rồi ăn đi mẹ nha. Ừ, giờ như chưa được rồi. Hả? Chưa được rồi. Ông nói nhìn thấy ớn quá. Xà lơ rồi đó, ốc người ta ngon. Biết sai không? Ở đó. Mâm ốc này người ta mắc thấy bà luôn đó. Ốc gắt bít. Ủa. Ai cứ ăn cái chít
짜임은 나. 맛은 있는데 와 왜 이렇게 맵겠노? 안 매운데? 너가 남나? 그래 이거 방금 이거 먹는 거 랑 누가? 지금 하윤이가 편지 입고 있어가지고. 언니야, 너 với thằng con út của chị bánh mì trang nha. Bạn áo lót với quần xịp đi tới luôn trong nhà. Chỉ cái đường của bạn mới bắt bận đồ thôi. Người tạm muốn thế nào? Đây cái đường này ăn là được mẹ ha. Được. À. Được. Để tôi nói với ổng là ốc này mình đã ngâm sữa rồi. Uyu e sashikan tông ăn tám cái sò. Uyu. Ốc gác bếp này là ở Đồng Tháp nè mọi người. Ở Đồng Tháp mình người ta nuôi người ta gác bếp này. À. Chốn đâu rồi? Nó chấm ngon nè. Chết rồi. Mọi người, bạn bè mình được phong phú nè. Ốc thì tốt chân luôn. Mát xíu xíu. Ông nói cái gì mà nó béo béo mà nó ngon, ngon lắm mọi người. Chính cái rất chi mà mát xíu xíu, chính chờ luôn. Ông nói nhìn nó ghê nhưng mà nó ngon, thì kỳ trời. 먹어! 진짜로 먹어봐야 합니다. 실제로 예쁘, 징그럽지만 그래도 먹어봐야 맛있어요. 진짜 맛있어요. Ông nói nhìn thấy ghê nhưng mà ăn thử ngon lắm nha mọi người. Ốc gác bếp này là người ta... Nhìn da nó sần sùi thôi chứ nó ngon. Để lên trên cái bếp á cho nó hít khói trời, nó ngủ đông trong đó. À, 먹어보면 hả? 말이 없어요. 딱 먹어봐야. Vậy thì 남자람들이 이거 다 알아요. 오빠만 모르지? 응, 모른다. 베트남 사람들이 이게 맛있다고 다 알아요. 한국 사람 모르는 사람도 볼 수 있는 사람 있잖아. 그래서 얘기하는 거지. 한국 거 앞 나서. 앞 나온 이 막 껑 띠띠할. 한국 인기 있어 이런. 이거 말린 거야. 아, 공기에서 아, 살아 있는데 잠자요. 어 얘기 들었어. 너 먹고 고향에서. 잡고 깨끗이 만들어 놓고 이제 잠 재워요. 아 잠 깬다. 오늘 다요. 오늘 왔네. 너 나와 내가 다요. 아 이거 편지 입고 다니는. 자 다유미 꼭. 아니 꼭. 와. 아니 bạn đồ rồi nó ra nó chào đó hả? Nói nó quá nó cũng biết bạn đồ. Giờ lặn qua lặn lại được rồi. Đúng. 우리나라에는 이것도 맘도 안 된다. 옥수 작아. 이만하다. 앞 나고 ốc này mà bên Hàn Quốc là có phần. 이만해 우리나라에. 좀 bé không bé à? 맘도 안 된다. 이 종류 아니에요. 아, 그 종류 다르나? 예. 네. 근데 nó không phải là ốc bươu đen. Nó kiểu ốc gì á mẹ? 우렁 아이가 우렁 비싼 거 아니야? 민물에 있는 거? 나 옥수가 이제 만나. 우렁은 여러 가지 있어요. 이거 아니에요. 아. Đừng nói này là ốc bươu đen chứ phải ốc bươu vàng đâu ba ơi. Nó uống sữa này nó mềm mềm không? Ừ. Uyu tăng lên này cả chồng vừa tươi nè. Cái cái cả cái gì chả thầm bia đâu của. Nhưng mà nó cứng nhưng mà nó kiểu là nó kiểu như là gắt bếp hay sao nó giòn. Cái món này mà không có răng là ăn được đâu. Món này nó nhậu mà, đi ăn. Ừ. Cái này mới đi vô mình trông tắt tắt hay nè. Vậy ổn lại cái gì mặn lên cơ á? Chốc mới đi. Ừ, cái gì mới tắt tắt hay. Ghê, chỗ có... Má là sao cái này? Mùi này ăn tắt ra chứ. À... Chăm chắc sao cái này. Má lên sang thế, chăm chắc sao cái này. Chắc có lẽ là do nó dạng như ngủ đông á, ngủ khô á mọi người. Cho nên là nó cứng. Chứ con ốc bươu đen mà mới vớt từ dưới mương lên thì nó mềm mà. Ừ. Nó đâu cứng đâu. Với cái sen gò. Ừ. Cái mua rẻ. Bà đâu cứng trên cơ tư thì a chu bù tư rồi rồi. Bằng ốc này sống dài lắm. Ở trên bờ 3-4 tháng nó cũng không chết nữa. Đây gò ấm chứ ố rẻ. Ố rẻ sao rẻ à? Mua nộp xì cứ nhàng. Mưa xuống hơi sống lại. Giờ ghi về. Nát tu tu. Ừ, bỏ đi. 3-4개월 살 수 있어요. 아, 마르 상대에서도? 어. 우와, 신기하다. 그리고 비 오면 또 사라지고. 신기하네. 잠깐만, 나 기억이 뭐가 생각나는지. 아하, 엄마. 됐어.
đưa con nhỏ đây. Ừ. Con nhỏ đi dễ dễ ăn. Con nào cũng bành bành đây nè, con nhỏ nè. Không có con nào mà nhỏ chứ, con nào con lấy chỗ trâu còn chết. Đất đai mà kéo tiếp rồi kìa. Ông nói cứng quá phải nhai cho kỹ mới được. Cái này mà ai mà ông cụ bà lão nào mà có gan giả là nhai xong là đi nguyên hàm luôn đó. Ai mà mở tiệm bán ốc là cái bên mở tiệm nha khoa chắc cũng đắt. Tại ốc gác bếp để cứng nè, ăn xong mỗi miệng đi qua chị nha khoa luôn. Chị lệch hàm đồ với lại mà mẻ răng rồi hả? Đau răng. Sao hết rồi. Mẹ vợ tôi bắt đầu rồi đó. Anh bắt đầu nói mẹ vợ tôi bắt đầu vô hề đó nha. Vô mút rồi. Bắt đầu rồi đó. Có thằng ghé tới ngày chọc, chọc bà vợ hoài. Ở đây mẹ nhịn con nó nghe con. Chứ về miền Tây là con tới công chuyện với mẹ nha. Nó chấm ngon ha. Ừ. Cái mắt đúng bài luôn ha. Mà nước chấm này chấm cá chia vàng nướng gói rau sống cũng ngon lắm nè. Chiên. Bạn giờ hiếm cá chê vàng chắc cũng cực lắm rồi nha. Thôi mẹ ha. Cái cá chê vàng mà đồng á, phải nuôi nha. Chắc còn khó hơn là đi đãi vàng. Gì vậy anh? Ôi ôi. Ba gì tới mày à? Cấp chị. Anh Ba Đông đau đầu mấy bữa nay luôn mới tỉnh lại được. Ở bên hàng tang lễ giống như là trong phim vậy đó mọi người. Em nè. Là con dâu, con gái, con ghế. Ghế thì có thể đi tới lui nhưng mà Tiên với Ba Đông là kiểu như là con trai trưởng với là con dâu trưởng. Chị bánh mì là phải xuyên suốt trước bàn thờ lại xuyên suốt luôn, khách tới là mình phải lại đáp trả lại khách là phải lúc nào là cũng phải ở đó cho mọi người 3 ngày là xong. Mà qua hôm sau thì mọi người cũng bắt đầu lại công việc bình thường, vẫn đi làm bình thường, thì mọi thứ đã lo xong xuôi ổn thỏa hết rồi đó. Ông thì cũng đã yên nghỉ xong một kiếp người. Mình phải cố gắng sống tiếp tục, sống tốt. Nghe nói không anh? Thầy xin cố chồng. Bá giải xin bố xin người lên tiền. Thầy xin cố chồng. Ôi cơ, bố đi mặt nào. Ngày này xong mai chiều mà lỡ nó có vụ bắt cài đi nha khoa chứ. Ông hỏi ăn gì dữ thằng nữa. Ông nha sĩ á. Wow, khách ơi. À, răng Tiên thì cũng còn khoảng 2 tháng là tháo niềm được rồi mọi người. Nhưng mà bây giờ kiểu cho nó chỉnh cho nó cái chính giữa của hai cái răng cửa hàm trên với chính giữa hai răng cửa hàm dưới với cái đường nhân chung này nè mọi người. Khi mình nghe ra nhìn nó là nó phải đều. Từ cái mũi mình chạy xuống cái nhân trung này xuống đó, nó phải đều một hàng thẳng giữa hàm trên với hàm dưới. Cho đều cái đó nữa là mình tháo được. Thấy vậy chứ 2 năm cũng trôi qua nhanh nha mọi người. Mình đừng suy nghĩ gì tới chứ mình cứ sống cứ làm việc bình thường này kia giống như 2 năm dịch vậy đó. Ai đâu nghĩ là 2 năm dịch trôi qua nhanh như vậy. À, cuối cùng cũng xong. 2 năm dịch trôi qua. Mỏi miệng không nè? Sao không trả lời nha? Nhai từ từ thôi chứ đâu dám nhai. Bây giờ con phải cắt làm hai, con mới nhai được. Sao con mấy con ốc anh ăn cái gì mà nó bự dữ vậy? Ở dưới mình ốc bu đen còn tí tí mặn mặn, nhỏ to lộn xộn. Mình muốn ăn con bự kiếm cũng khó lắm mọi người. Chợ chỗ Tiên á, tại vì người ta bắt trong đồng trong ruộng ra có nhỏ có bự lộn xộn. Mình muốn mua con bự thì mình phải trả tiền thêm một chút xíu thì mình mới được quyền lựa con bự. Còn thôi là giá sàn này là người ta cứ hốt lộn xộn cho mình thôi. Sao con này nó bự dữ, thì nó ăn cái gì mà nó bự này, nuôi để lâu. Ừ, nó thành tinh thích gì bự dữ.
bự thì nặng ký, nhỏ thì nhẹ ký thôi. Ai muốn bán sớm thì bán nhỏ, ai muốn bán con bự thì để hơi lâu chút. Thì muốn nhận được chứ. Y bị kẻ xung quanh nhỏ. Gửi kia mẹ vợ ăn. Ăn cái này mà câu câu giờ á mọi người là cần nghe được. Ừ. Ví dụ như mình cần chờ đợi cái gì mà lâu á, mua cái món này về mình ăn là mình không cảm thấy thời gian nó trôi qua mau lắm. Nhai một con mà tới hồi nuốt thì nó cũng mất tầm tầm khoảng 5-10 phút à. Thì đó, thì nhai chục con là hết 3 tiếng rồi. Ơ đâu tiếng mấy tiếng 40 phút. Ăn này đâu phải như ăn bánh rồi ăn mau được. Ừ. Con này nó cứng mà. Gì anh? Có ai lên hả? À, ai không? Ông xui vậy. Ủa coi ăn miếng chanh vô cái tưởng nó lâu là sắp ai lên luôn chứ. Sắp ai về chứ. Ồ. Ồ, sẽ thích xin. Mẹ chồng của Tiên thì bận rộn ngoài quán ăn á mọi người. Với lại ông cũng mới mất nên bà cũng mệt mỏi, bà cần nghỉ ngơi á. Nên là không có lên quay được. Chừng nào mà bà xong công việc ngoài quán rồi bà khỏe trở lại thì Tiên sẽ quay cho bà để cho mọi người theo dõi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã quan tâm thăm hỏi đến tình hình sức khỏe của gia đình Tiên. Nói chung là mọi việc tới hôm nay thì đã ổn hết rồi. Ai bắt đầu nói gan ổng cứng để ổng ăn chứ chị được. Ấm ơi nhai hết nổi. Tại sao chị bị sụp to. Thì chắc là dễ ăn hơn tại vì nó cứng á. Ừ, cái này nó... Ừ. Nhưng mà chắc là tại vì xuất khẩu cho nên người ta phải yêu cầu con bự. Không có gì biết. À, người ta ăn và tại những cái chứng của chai cái này chơi áp chị가 돌아갔어요. 마르 팬들이 저희 아버지 사랑해 주시고 사랑해 주시고 그런 부분 대해서 정말 감사합니다. 갑자기 눈물 올라네. 그래서 저희 아버지는 하늘 좋게 잘 모셔드렸습니다. 감사합니다. 아마랑 nói là giờ ba của anh đã mất á, thì cảm ơn mọi người đã yêu thương ông trong khoảng thời gian qua. Đó là lời Tiên cũng muốn cảm ơn đến mọi người. Chúng ta đã có những cái video kỷ niệm về ông rất là nhiều và ông sẽ sống mãi trong lòng của khán giả cũng như là gia đình của Tiên. Cảm ơn mọi người. Anh mà đang khóc luôn à. Thì mấy ngày qua nói chung là cũng khóc nhiều lắm rồi. Nói chung là cả nhà Tiên ai cũng khóc rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem cho nên là bây giờ không nên khóc nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Diệu Quân TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn.